sao? Thích chụp kiểu bài gì? Đơn giản, đi, đứng lên, đi. Vâng, và để chụp cho cô bạn chúng ta một kiểu ảnh để nộp CV phim kinh dị ấy, thì chúng ta sẽ phải đến bước chuẩn bị gồm những cái gì? Đầu tiên, máy ảnh và ống kính. Hôm nay mình sử dụng ống kính 50mm. Chúng ta sẽ cần hai chiếc đèn flash, hai cái chân để đèn. Các bạn cũng không thể nào nhờ một người kiểu bấm chụp xong nhờ hai thằng đứng bấm hai đèn được. Vậy nên chúng ta sẽ cần một cái trigger này. Và để ánh sáng đẹp hơn ấy thì chúng ta sẽ cần hai softbox. Tiếp đến, để màu sắc nó ngầu một tí thì chúng ta sẽ cần một phụ kiện rất là quan trọng ở đây, đó chính là một túi bóng bay hiệu con thỏ. Được rồi, các bạn mua hiệu gì cũng được, miễn là nó là bóng bay màu. Tại sao? Bởi bóng bay này khi lắp lên cái đèn flash này ấy, nó sẽ làm thay đổi màu của ánh sáng. Để chúng ta có một cái phông màu đen giống như ở trong cái ảnh mẫu ấy thì chúng ta sẽ cần một cái phông màu đen ở đằng sau đó. Đầu tiên, hãy choàng quả bóng lên đầu đèn. Các bạn có thể sử dụng softbox để ánh sáng ra nhẹ hơn. Góc đèn thì nên để chéo từ trên xuống nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là sơ đồ đèn của mình. Ở đây mình dùng hai cái đèn. Một đèn thì đánh từ khoảng 30 độ bên phải so với chủ thể. Còn đèn phụ phía bên trái mình đặt khoảng 45 độ so với chủ thể. À, chéo lên đi. Các bạn ạ, tốt nhất là mình khuyên các bạn đừng dùng bóng này nữa nhé. Tại vì mình đã dùng có bóng này và dưới cái nhiệt độ đèn flash mà nó bắn ấy, thì nó đã cháy và bọn mình bị dính một phát màu xanh vào đây này. Đây gọi là kinh nghiệm đau thương nhé. Vậy nếu không dùng bóng thì chúng ta sẽ đổi màu đèn flash kiểu gì? Bằng cách này. Các bạn có thể mua một miếng giấy này ở trên hàng mã. Giấy này là giấy để các cô ấy làm đèn ông sao ấy, rẻ lắm, có 15-20 nghìn một tờ thôi. Đó, và các bạn bọc lên cái đèn của chúng ta, nó sẽ đỡ cháy hơn. Ở đây bọn mình chọn hai màu đỏ và xanh. Còn các bạn thích màu gì các bạn có thể chọn màu đấy. Nói qua chuyện về thông số một tí đi, thì đây, bọn mình xét thông số như chụp chân dung bình thường. Nào là lấy nét one shot này cho nó dễ khóa nét này. Tốc ở đây mình đang để là 100, mình chụp trên ống kính 50 cho đỡ rung tay. Khẩu ở đây mình để là khẩu 4. Các bạn có thể khép sâu vào một tí để nét hơn nếu muốn. Thông số quan trọng nhất của chúng ta hôm nay là đèn. Đèn ở đây, chúng ta có hai cái đèn đúng không? Nhưng mà các bạn phải xác định có một cái đèn gọi là đèn chủ. Nó sẽ gọi là chiếu sáng chủ thể của chúng ta. Và có một cái đèn còn lại ở bên này, nó sẽ đánh vào cho chúng ta một cái màu nhìn nó ảo ảo một tí nữa. Thì ở đây hôm nay mình chọn cái đèn xanh này làm đèn chủ. Cái đèn xanh này hiện tại thông số của nó đang là 1/8. Còn cái đèn bên này thông số của nó là 1/16. Đó, vậy là đèn chủ mạnh hơn. Đèn đánh gọi là đèn fill light. Đó nhé. Để có được hiệu ứng ánh sáng mong muốn thì các bạn có thể di chuyển hai chiếc đèn của chúng ta, một bên xanh một bên đỏ, để thế nào cho đẹp nhất. Đó, thế là đủ ảnh rồi nhá. Cầm lấy đi nộp hộ đi. Vậy thôi, đấy là với mỗi chiếc máy ảnh này và hai chiếc đèn flash rất đơn giản, cộng với một số vật dụng mà chúng ta có thể tìm thấy ở gần như khắp mọi nơi hàng ngày, chúng ta đã có một kiểu ảnh ba sàn đủ để đi nộp CV phim kinh dị cho bạn diễn viên vừa rồi đúng không? Và đó là tất cả những gì ở trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.